Philip đoạn 4 câu 12 câu 13 chúng ta cùng nhận lời. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta nghe chỗ đó, tôi đọc lại câu 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Lần nữa, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Một lần nữa chúng con cảm tạ Cha vì Chúa chuẩn bị tấm lòng cho con. Với lời của Ngài, thần linh Chúa đã mở lòng, mở lên trí, mở lên lòng chúng con. Thì chúng con đón nhận lời Chúa. Thì làm những điều gì thuộc về Đức Chúa Trời, xin Ngài cho đậu lời trong tâm trí chúng con, tăng lên chúng con. Những điều gì không thuộc về Chúa, với danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi chối buộc nó và hủy phá nó, để tâm trí anh chị em tôi được tự do, để nhận lời sự lớn lên của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, sự làm được của Chúa. Lời Ngài là chúng con nhận lời sự dạy dỗ của Chúa. Chúng con tới ra Ngài giữa chúng con, Ngài dạy chúng con, Ngài nâng đỡ chúng con, làm chúng con lớn lên trong lời và tầm vóc bức thư của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Ngài nhiều lắm. Chúng con chuẩn bị tấm lòng để nhận lời Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ở trong Timothy thứ nhì, quý bạn cho em nhớ đó, tôi thiệt là lẹ. Kỳ rồi quý bạn cho em có nhớ tôi giảng điều gì không? Có ai có nhớ tôi giảng chút xíu cái gì đồn rồi không? Thật sự tôi giảng nhiều lắm, thành ra quý bạn cho em không nhớ thì cũng không sao. Nhưng mà kỳ rồi thì tôi giảng về ân điển và tôi giảng về cái sự tấn tới trong ân điển và cái sự mà lễ thật của ân điển như thế nào thì có nhiều mật thước. Nhưng mà quý bạn cho em biết rằng không bao giờ mà có cái sự vô ích của lời của Chúa. Và đây là một cái kinh nghiệm, đây là một điều mà tôi nói cùng quý bạn cho em khi mà chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta thấy để coi lời của Chúa có đụng đến tôi và quý bạn cho em hay không. Thế nhưng quý bạn cho em coi trong Timothy thứ gì đó, xin lỗi tôi nói lộn, Timothy thứ gì, đoạn 3 câu 16, câu này ai cũng biết hết. Đọc với tôi Timothy thứ gì, đoạn 3 câu 16. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sơ dẫn, cớ cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người nào thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Không, đọc lại lần nữa, vì cả kinh thánh đều bởi Đức Chúa Trời sơ dẫn, cớ cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người nào thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Có bao giờ quý bạn cho em nghe lời của Chúa và có nhiều người khi mà bước ra thì nói cảm ơn Chúa, bữa nay lời của Chúa đụng chạm tới tôi. Nhưng mà ngược lại có nhiều người mà bước ra khỏi hội thánh thì nói không biết bữa nay ông ăn cái gì mà ông cứ nhắm tôi, mà ông cứ rủa tôi mãi. Ông cứ dùng lời Chúa rồi ông than tôi, ông than hết trong này than rồi kia. Và quý bạn cho thấy điều đó nó cũng có đúng là như thế này, tôi đã kinh nghiệm. Nhiều lúc là trong hội thánh nói chuyện với nhau rồi tới tay mục sư, cái tự nhiên cái mục sư từng tới giảng cái bài giảng mà giống như là cái chuyện nó xảy ra trong hội thánh, giống như cái chuyện xảy ra trong gia đình quý bà anh em. Thành ra nhiều lúc quý bà anh em nếu mà được yên ủi bởi cái lời mà mục sư giảng á thì quý bà anh em nói cảm ơn Chúa, Chúa đụng tới tôi bởi lời của Ngài. Mà nếu mà quý bà anh em nghe mà nhức đầu á, giống như nhức nhói về cái lời mà một sư giảng đó, thì quý bà anh em nói là bữa nay ổng sao cứ dùng lời Chúa mà ổng rủa xả tôi, ổng chửi tôi. Nhưng mà cái điều mà tôi nói cùng quý bà anh em như thế này, nếu mà không phải chuyện của quý bà anh em á, quý bà anh em sẽ không cảm giác gì hết, đúng không? Quý bà anh em hiểu được tôi nói. Và nhất là cái lòng tôi và quý bà anh em mà không có ở chỗ nào đó, tôi và quý bà anh em sẽ không có thấy cái điều nó ảnh hưởng gì hết. Đó là lý do đó, có nhiều người rất dễ mà nổi nóng và có nhiều người không nổi nóng, chưa chắc ai tốt hết. Quý bà cho em biết tại sao có nhiều người mà rất là nóng nảy, làm việc cũng nóng nảy mà nói chuyện cũng nóng nảy, là tại vì họ quan tâm tới cái điều gì đó, phải quý bà cho em. Ví dụ họ quan tâm tới mà họ thấy điều đó không được, làm không chạy, mà thấy bị ảnh hưởng xấu thì họ rất là bực bội, rất là khó chịu, thành ra họ nóng nảy. Quý bà cho em biết nhiều khi cái người không nóng nảy chết ai chết, bơm nổ bên cạnh tôi chứ đâu phải nổ nhà tôi. Phải không quý bà chị? Cái chuyện đó là chuyện của bà người, chuyện đó là chuyện của ông chủ, chuyện đó là chuyện của chú Châu chứ đâu phải chuyện của tôi. Mắng mới gì tôi phải mệt, thành ra không quan tâm gì hết. Thành ra quý bà chị mới chưa chắc cái sự nóng nảy đó là sai, mà cũng chưa chắc cái sự mà bình tĩnh đó là đúng. Nhưng mà cái điều xảy ra là không phải là chúng ta như thế nào, nhưng mà cái cách mà Đức Chúa Trời dạy tôi và quý bà chị em là phản ứng một cách tích cực với lời của Đức Chúa Trời và dùng lời Đức Chúa Trời và phản ảnh cái sự hiện diện của Ngài trong những cái điều gì mà xảy ra trong cuộc đời tôi và quý bà chị em. Tôi nói điều này để quý bà chị em hiểu. Thứ nhất, về cái sự giảng dạy đó, tôi nói thật của quý bà chị em, chưa bao giờ tôi nhắm quý bà chị em mà tôi dùng lời của Chúa để tôi dạy. Quý bà chị em hiểu được tôi nói.
Tức là tôi không ở ngày này, nha, bà Xuân đã bị cái này nha, thành ra tuần tới tôi sẽ giải cái điều này. Ông Nhi ông bị cái kia nha, tuần tới tôi sẽ dùng lời để tôi giải. Tôi không bao giờ giải lời Chúa như vậy. Mà quý anh bạn cho em có biết rằng nhiều lúc tôi cũng không giải, biết tôi giải cái gì không? Nói như vậy nhiều người sẽ cười, nói trời, một sư mà nói vậy là giống như là mất uy tín quá, nói vậy là mất ơn quá, giảng mà không biết giảng cái gì. Không phải, tôi không phải nói là tôi không biết tôi giảng gì, tôi biết tôi giảng cái gì, nhưng mà có những cái mà tôi nói trên cái tòa giảng đó mà khi tôi nghe lại tôi mới biết rằng điều đó là điều Đức Chúa Trời đặt trong tâm trí của tôi khi tôi giảng. Tôi thường chia sẻ quý bà chị em, tôi không có soạn bài giảng từng câu giống như những người khác. Quý bà chị em biết có nhiều mục sư là họ giảng cái câu nào mà họ nói là cái câu đó họ viết xuống. Họ chỉ giống như họ nói lên giọng xuống giọng, nói một cách rất là hay ho rồi xong, giống như là để cho quý bà chị em thấy đó là cái sự hùng biện, sự giảng của họ. Tôi đã không có giảng kiểu gì. Mà dầu có nhiều lúc tôi có cái bài giảng cũng có viết ra mà chưa bao giờ tôi theo từng chữ từng lời mà tôi giảng hết. Cái chính của tôi là tôi có cái sườn bài, tôi có những câu gốc để tôi nói cho nó đúng, tôi biết nó nằm ở đâu, rồi sau tôi chia sẻ và Đức Chúa Trời dạy cho tôi giảng đó. Nghĩa là có nhiều lúc nó có hay, mà nhiều lúc cũng có dở, là tại vì nhiều lúc không chuẩn bị như vậy thì nhiều lúc tôi nghĩ trong đầu cái chữ này mà nó ra cái chữ khác, các bạn chê mẹ không? Tại ra nhiều lúc tôi nói lộn, nhưng mà cảm ơn Chúa nhiều lúc tôi nói ra tôi thấy tôi nói sai, thì tôi trở ngược trở lại tôi nói, tại vì cái đầu của mình á, nhiều lúc nó lẹ hơn là cái miệng của mình, hay là lúc nó ngược lại. Nhưng mà cái điều này để tôi nói cùng quý bạn chê về phần của tôi tới Đức Chúa Trời hay là chính mình tôi đó, thì chưa bao giờ mà tôi giảng với cái mục đích để mà dạy quý mạng của em bằng cái xác thịt của mình. Tại vì tôi không có dùng câu chuyện của quý mạng cho em để tôi dạy hay là tôi dạy. Nhưng mà về phần quý mạng cho em và tôi, nói chung đó, quý mạng cho em biết rằng nếu tôi và quý mạng cho em bị đụng chạm bởi lời của Đức Chúa Trời, là con cái của Đức Chúa Trời đó, dầu Đức Chúa Trời cho người đó cố tình hay vô ý để nói cùng quý mạng cho em mà quý mạng cho em cảm thấy mình bị đụng chạm đó, thì quý mạng cho em nên bước ngược lại và cảm ơn Chúa vì Chúa dùng lời của Chúa hay người của Đức Chúa Trời hay người nào đó không phải là người của Đức Chúa Trời để dạy dỗ tôi và quý mạng cho em. Và tôi sẽ chỉ cho quý mạng cho em biết tại sao. Tại vì mỗi lần tôi mà chia sẻ cùng quý mạng cho em đó, tôi dạy dỗ điều gì cho quý mạng cho em, người đầu tiên là tôi dạy là tôi. Amen. Tôi từng nói cùng quý mạng cho em, tại vì tôi nghe cái điều đó. Và tôi thường nghe lại cái bài giảng của tôi, nhiều lúc quý mạng cho em thấy mắc cười, nhưng mà tôi nghĩ tôi nghe bài giảng của tôi nhiều hơn quý mạng cho em nghe. Tôi nghe đi, tôi nghe lại. Và nhiều lúc tôi nghe nhiều lần, nhiều lúc tôi cảm thấy nó hay, nhiều lúc tôi ước là tôi đừng nói cái câu đó, tại câu đó nó không hay lắm. Nhưng mà dầu gì đi nữa thì cái điều mà tôi chia sẻ quý hoàng trang cái này, lời của Đức Chúa Trời có mục đích để dẫn dắt, bẻ tách, sửa trị và dạy dỗ cái cho người công mình để mà chuẩn bị tôi và quý hoàng trang cho việc làm của Đức Chúa Trời. Thật ra lời của Đức Chúa Trời, quý hoàng trang nên nhớ như thế này, chúng ta là con cái của Chúa thì Chúa không có phí thì giờ trên tôi và quý hoàng trang. Quý hoàng trang hiểu điều đó. Nếu điều gì xảy ra trong cuộc đời tôi và quý hoàng trang đều là có sự dạy dỗ của Chúa. Quý hoàng trang hiểu điều đó. Dầu mình cố tình đi trong cái con đường đó đúng hay sai thì Đức Chúa Trời cũng có cái cách để dạy cho mình đúng hay sai và kéo mình trở lại. Quý mạnh cho em hiểu được đó. Cho nên không có điều gì mà vô tình xảy ra. Và đôi lúc quý mạnh cho em nên nhớ là không phải điều gì mà tôi và quý mạnh cho em nghe đều là tốt để mà nghe. Nhưng mà tôi và quý mạnh cho em nghe thì chúng ta với cái sự công bình của Đức Chúa Trời thì chúng ta có quyền luyện lọc nó và nhận những điều gì của Đức Chúa Trời và bỏ ra những điều gì không phải của Đức Chúa Trời. Quý mạng cho em nên hiểu điều đó. Và tại sao Chúa cho chúng ta nghe những điều gì của Ngài và chúng ta cũng nghe những điều gì không thuộc về Ngài? Quý mạng cho em nên tại sao? Tại sao Chúa không chặn hết để tất cả những gì chúng ta nghe đều là của Đức Chúa Trời và bỏ ra tất cả những điều gì không phải là của Đức Chúa Trời? Là tại như vậy tôi và quý mạng cho em sẽ không trưởng thành. Amen. Quý mạng cho em không? Tại vì nếu chúng ta trưởng thành đó thì khi chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ biết điều gì của Đức Chúa Trời và bởi tâm linh mình chọn nghe theo điều của Đức Chúa Trời và bởi tâm linh mình sẽ chọn bỏ ra những điều gì không phải của Đức Chúa Trời và từ bỏ đó. Quý mừng quý mạnh cho em không? Chứ Đức Chúa Trời không có chỉ chặn cái lỗ tai chúng ta và để điều gì thuộc về Ngài và cho chúng ta và điều gì mà thuộc về thế gian của ma quỷ nó không đến lỗ tai của chúng ta, nhưng mà tất cả hai điều nó đều đến và chúng ta chọn để mà chọn điều của Đức Chúa Trời và đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Phải quý mạnh em nói một cách khác, tại sao Đức Chúa Trời không chọn để mà chặn cho Satan, tức là con rắn, nó đến với Adam và Eva? Đức Chúa Trời không chọn chặn để mà họ không ăn trái cấm, nhưng mà Chúa để cho ma quỷ nói và họ suy tưởng rồi họ chọn làm theo cái điều gì mà họ nghĩ là đúng và muốn làm. Quý mạnh em thấy điều đó. Ngày hôm nay tôi và quý mạnh em không đi ra khỏi cái đường lối đó. Cho nên có nhiều khi mà có nhiều người giống như tìm cách cố gắng giúp Chúa để dạy dỗ cái điều này,
nên nhớ tôi khuyên bà cho em nên nhớ cái quân bình. Bên là người công bình, mình phải nói chuyện công bình, mình làm điều công bình và dạy người khác làm điều công bình. Amen. Quý bà cho em hiểu điều đó mà. Chúng ta không thể nào nhắm mắt và thấy người khác đi xuống hố sâu mà không nói điều đó là cái sự chết. Chúng ta phải nói, chúng ta phải cảnh cáo họ. Nhưng mà chúng ta không thay đổi được điều đó. Quý bà cho em nên nhớ đó là cái điều sai của tôi và quý bà cho em. Tại mình tìm cách thay đổi người khác mà mình không thay đổi được thì mình trở nên bực bội, phải quý bà cho em. Mình tìm cách thay đổi hội thánh mà mình không thay đổi được thì mình trở nên bực bội, mình trở nên khó chịu. Nhưng mà cái trận chiến quý bà cho em nên nhớ, trận chiến thuộc về Đức Giê-hô-va. Tôi và quý bà cho em là gì? Là chiến sĩ của thập tự giá. Tôi và quý bà cho em là người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sống trong đường lối của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời làm cái việc của Ngài. Quý bà cho em nên nhớ điều đó. Tôi và quý bà cho em là con người chỉ lựa chọn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời để rồi Đức Chúa Trời làm chuyện của Ngài đối với chúng ta qua cuộc đời chúng ta, và sự mà Ngài làm qua chúng ta ảnh hưởng đến người khác như thế nào, đó là chuyện làm của Đức Chúa Trời. Tôi và quý bà cho em cố gắng lắm làm cái công việc Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà chúng ta cứ nếm mùi thất bại, và đó là lý do mà chúng ta cứ bực bội và khó chịu. Nhưng mà chỗ này là chỗ quý bà cho em thấy rằng trong tuần rồi tôi kinh nghiệm, không phải là tuần rồi không, tôi kinh nghiệm rất là nhiều cái sự mà khi mà chúng ta chia sẻ và học lời Chúa nó có giá trị như thế nào. Đôi lúc có quý bạn cho em thấy rằng cái gì mà tôi chia sẻ, nhất là tôi chia sẻ thì tôi có trách nhiệm, tôi là Chúa chia sẻ thì tôi cái học cái bài học của sự chia sẻ mà tôi chia sẻ. Khi trong tuần rồi phải nói là một cái tuần mà tôi gặp nhiều khó khăn hơn những cái tuần lễ khác. Dĩ nhiên quý bạn cho em biết con cái của Chúa ai cũng gặp khó khăn, ai cũng có những cái hoạn nạn, những cái nhu cầu, những nan đề. Nhưng mà có những lúc mình cảm thấy nó không phải là một sự thử thách nữa, nhưng mà mình cảm thấy đó là như cái sự tấn công của ma quỷ. Và tôi không có thời giờ để nói sâu, nhưng mà anh chị em nào kinh nghiệm được thì biết sự khác biệt giữa cái hoạn nạn, khó khăn, thử thách với lại sự tấn công của ma quỷ. Hai cái nó khác nhau. Tại vì hai cái dường như giống nhau. Tại vì sự thử thách thì nó khó hơn là chúng ta chịu đựng, phải quý mà cho em. Như vậy mới gọi là thử thách. Những thử thách thì nó khó hơn là chúng ta chịu đựng, nó mới là gọi là thử thách. Thì những thử thách đó quý mà cho em sẽ thấy, những thử thách mà đến với con đường chúng ta thì luôn luôn có cái con đường ra mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta. Nếu chúng ta là con cái của Chúa là chúng ta luôn luôn có con đường ra, và chúng ta sẽ đi bền vững và bình an trong những cái sự thử thách đó. Quý mà cho em sẽ thấy, tại vì lời Chúa dạy không có sự thử thách nào mà khó quá mà chúng ta không vượt qua được. Quý mà cho em hiểu điều đó, có nghĩa là nó là sóng gió, nó là khó khăn mà tôi luôn dùng chữ đó. Khi những người mà trượt nước đó, quý mà cho em cứ nghe tôi dùng một chữ này, thì dầu nó khó khăn nhưng mà sóng đánh càng cao thì họ càng bình tĩnh để mà sử dụng những điều gì họ được huấn luyện rồi để vượt qua được cái sóng đó và vào cái bến bờ bình an. Quý mà cho em hiểu điều đó, nó không dễ, và đối với người khác là rất dễ chết nữa, nhưng mà đối với họ là Đức Chúa Trời thì sao không cho chúng ta cái sống khó hơn là cái sống mà chúng ta đã được huấn luyện để mà vượt qua. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Vì có điều đó, quý bạn cho em thấy những người đó họ không có sợ, không có người nào mà bước ra tới cái sống này mà rồi đó là chết rồi sắp chết tù rồi, cái sống nó lớn quá, không. Nhưng mà họ luôn luôn có một cái niềm tin rằng cái sống nó lớn như cỡ nào thì họ cũng có cái khả năng để vượt qua cái sống đó. Quý mạng cho em hiểu không? Và có nhiều người thì vào bờ được, có nhiều người té lên té xuống, nhưng mà dĩ nhiên họ học những cái bài học té lên té xuống để rồi tiếp tục vượt sống để mà đi vào bờ và đã thắng được những cái sóng lớn. Đó là cái sự thử thách. Và lời Chúa nói rằng không sự thử thách nào lớn quá mà chúng ta không chịu nổi, tại vì trong mọi sự Chúa sẽ mở đường ra chúng ta qua khỏi. Và Chúa mở đường như thế nào? Không phải mở đường cho nó sụp xuống, nhưng mà mở đường để cho chúng ta đã thắng và vượt qua những cái sự khó khăn và khổ nạn. Đó là sự thử thách trong cuộc đời, và sự thử thách là sự huấn luyện. Nhưng mà cái chiến trận á, cái sự áp chế, cái sự chiến trận đó là cái sự tấn công của ma quỷ nó đến với tôi và quý bạn chăng. Và cái sự tấn công nó đến, cái mục đích của nó là làm cho chúng ta cảm thấy mình bị thất bại, làm cho chúng ta cảm thấy mình đã không có ý chí, mình không có năng quyền, rồi mình bỏ cuộc. Quý bạn chăng thấy cái khác biệt không? Thử thách là cho chúng ta thấy là chúng ta có đức tin, có năng quyền và chúng ta có khả năng để mà vượt trên những cái sóng gió đến với cuộc đời chúng ta. Nhưng mà sự tấn công của ma quỷ là sự tấn công mà nó đến để rồi cho chúng ta thấy là chúng ta yếu đức tin, chúng ta có tội và chúng ta không thể nào vượt qua được. Và cái cách mà chúng ta có thể mà qua được cái sự tấn công đó là bỏ cuộc. Thử thách khiến chúng ta vào thần với Đức Chúa Trời, và sự tấn công của ma quỷ khiến chúng ta bỏ cuộc. Và cái sự đắc thắng đều giống nhau. Chúng ta được đắc thắng khi chúng ta tin vào sự làm trọn của Chúa Giê-xu thì chúng ta vượt qua những thử thách của mình. Chúng ta được đắc thắng khi chúng ta tin vào sự làm trọn của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ vượt qua được cái sự tấn công của ma quỷ. Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta theo đường lối của Ngài,
ma quỷ tấn công chúng ta theo những cái sự yếu đuối của mình. Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta theo đường lối của Ngài, nhưng mà ma quỷ tấn công chúng ta theo những sự yếu đuối của mình. Đó là lý do quý ông bà cha càng muốn theo Chúa thì cái xác thịt của mình càng muốn trỗi dậy, tại vì ma quỷ sẽ dùng cái yếu đuối của mình để tấn công mình qua những cái xác thịt đó và làm mình trở nên yếu đuối. Và cái cách cuối cùng để rồi mình thắng cái sự tấn công của ma quỷ mà nó muốn là mình bỏ cuộc. Tại vì khi mình bỏ cuộc rồi thì ma quỷ nó sẽ không từng động đến quý ông bà cha nữa, phải không? Có nhiều quý bạn trai mà suy nghĩ kỹ được ai dặn tôi gọi là trouble free, tính đồ mà trouble free tức là không có nạn đầy gì ở trong cuộc đời của mình, vui lắm, sướng lắm. Cứ nghe người khác gặp sự cố nạn thì nói ôi tại anh phạm tội sao, chứ tôi đi theo Chúa tôi chẳng có cái nạn đầy vậy, sung sướng cuộc đời có đồ ăn đủ ngàn, vui vẻ vợ chồng hạnh phúc, cha con hòa thuận, gia đình hòa thuận với nhau, tiền bạc đầy đủ, chẳng có cái gì, chẳng có nạn đầy. Tôi nói cùng quý bạn trai đó là tính đồ chết. Tại vì chỉ có những con chim chết á thì người thợ săn không cần rượt theo. Quý bà cha em hiểu điều đó không ạ? Còn nếu tôi và quý bà cha em là chiến tín đồ của thập tự giá, chúng là chiến sĩ của thập tự giá, thì ma quỷ tìm mọi cách để làm tê liệt tôi và quý bà cha em. Và cách đó làm tê liệt tôi và quý bà cha em là nó khiến chúng ta trở nên gì? Trở nên cảm thấy mình như người thất bại và mình bỏ cuộc. Tôi dùng chưa cảm thấy, tại vì con cái của Chúa không bao giờ thất bại hết. Amen. Quý bà cha em biết tại sao? Tại vì chúng ta đã thắng bởi thập tự giá, chúng ta đã thắng bởi Đấng Christ. Tôi và quý bà cha không bao giờ thất bại hết, nhưng mà mình sẽ cảm thấy mình thất bại rồi mình bỏ cuộc. Nhưng mà quý bà cha biết điều này, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ tôi và quý bà cha. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ sự kêu gọi ở trên tôi và quý bà cha. Và nếu chúng ta thành tín với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ thành tín với chúng ta. Nếu chúng ta trung tín với việc làm của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ điều Ngài hứa với tôi và quý ông bà anh chị em. Điều gì Ngài kêu gọi chúng ta thì Ngài sẽ làm cho trọn, và Ngài có điều đó ở trên tôi và quý ông bà anh chị em. Như vậy tôi trả lời, khi tôi và quý ông bà anh chị em mà nghe tới lời của Đức Chúa Trời đó thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng có những lúc lời Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta, và có những lúc lời của Đức Chúa Trời cảm thấy giống như một cái vết dao mà nó đâm vô cái mục nhỏ chúng ta. Quý mặt cho em biết giải phẫu không? Giải phẫu thì nó phải ăn vào thịt xương của chúng ta. Quý mặt cho em biết rằng khi mà chúng ta đi chữa răng đó thì cái gì mà làm cho chúng ta đau nhất quý mặt cho em? Khi mà tôi đi chữa răng đó, tôi dùng chữa răng là tại vì tôi sợ đau răng nhất. Cái mà đau nhất đó là cái răng mình bị sâu mà đụng tới, phải không quý mà cha? Tại vì cái răng bị sâu là nó đã đau rồi, mà giờ cái mũi khoan mang nó vô nữa là nó càng đau. Nhưng mà nếu mà không khoan nó, không móc nó ra và không làm đẩy cái tơ tơ đó thì nó sẽ nó đau ít hơn, nhưng mà nó sẽ đau hoài và có một ngày mình rụng răng, phải không quý mà cha? Amen. Quý mà cha hiểu điều đó. Cho nên cái đau nhất là đụng tới cái vết thương của mình, giống như tôi từng nói cùng quý mà cha, đụng đến cái vết thương lòng của mình thì mình đau, và hãy đau thì mình dậy nảy, phải không quý mà cha? Đúng không? Lời của Đức Chúa Trời làm vậy. Quý bà cha em thấy đây tuần rồi, nếu quý bà cha em quên á thì tôi nhắc cùng quý bà cha em, đó là lý do quý bà cha em nên nghe đi nghe lại bài giảng một sư dụng. Tại vì càng nghe càng hay, càng thấy thấm. Nếu mà ai không thâu thì quý bà cha em không thâu, đó là lý do tôi thâu cho quý bà cha em nằm trong tiếng nói chân lý đó, tiếng nói chân lý chấm ok. Quý bà cha em về cứ nghe trong đó, muốn nghe cả ngàn lần cũng được. Vâng, cứ chặt tôi hoài, nó làm gì mà cách để bài giảng lên đâu có ai nghe đâu. Cái lời lời tôi nói thấy nghe này này, chắc ông nghe gì mấy chục lần mà chắc ông nghe, chứ tôi thấy đâu có ai nghe đâu, mà chắc thiệt. Tại vì tôi nghĩ chắc có mình tôi nghe thôi, nhưng mà không sao. Nhưng mà ý tôi muốn nói nó nằm đó, nếu quý mà cha muốn nghe. Nhưng mà quý mà cha thấy điều này là những cái điều gì mà tôi chia sẻ quý bạn cha em, thì tuần rồi tôi có chia sẻ một điều trong cái cuối cùng của bài giảng, tôi nói về cái dấu, và tôi sẽ tiếp tục giảng tới về sự thắng tới quan điểm những điều khác. Nhưng mà đề tài tôi ngày hôm nay là cái chiến trận, và làm thế nào mà chúng ta thắm được cái trận chiến tuần linh, và chúng ta không có bỏ cái cuộc chạy mà để chúng ta dành cho tôi và quý bạn cha em. Thì quý bạn cha em thấy rằng thì rồi tôi nói cuối cùng tới là tôi nói là cái dấu của sự ân điển là tình yêu thương. Và để mà tấm tới cái ân điển thì việc đầu tiên ân điển là gì? Là cái dấu yêu thương của Đức Chúa Trời, phải không? Phải không quý mà cha? Ân điển là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, ban cho bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Và bởi chúng ta tấm tới trong ân điển thì chúng ta tấm tới trong yêu thương của Đức Chúa Trời. Và để tấm tới thì chúng ta cần gieo cái hạt giống yêu thương mà Đức Chúa Trời đã gieo ở trong chúng ta, phải quý mà cha? Làm thế nào để lớn trong xác thịt thì chúng ta cứ gieo trong xác thịt và làm việc trong xác thịt. Thì quý mà cha biết rồi, xác thịt rõ ràng lắm, phải không? Tranh đấu luôn tuồn, ganh ghét, buồn giận là tất cả những sự đó, phải quý mà cha? Chúng ta giữ sức biết và cái trái xác thịt, mà trái thương thì bắt đầu đấy, đây chúng tôi lên bắt đầu bằng tình yêu thương. Quý bạn cho em đã biết đó, thì khi quý bạn cho em thấy rằng khi mà chúng ta gieo cái tình yêu thương thì chúng ta nhận lãnh yêu thương,
phải quy mạnh em. Chúng ta gieo yêu thương thì nhận lãnh yêu thương, và yêu thương là trái bắt đầu của Đức Thánh Linh, thì cái trái linh là việc làm của thuộc linh, của tâm linh. Thành ra quy mạnh cho thấy nếu chúng ta hành động trong xác thịt thì cái xác thịt chúng ta tiếp tục sống, và chúng ta gieo xác thịt thì chúng ta nhận xác thịt. Còn nếu mà chúng ta hành động trong thuộc linh thì bằng cái trái của tình yêu thương đó, thì quý mạng cho em sẽ thấy là cái sự nhận lãnh là tâm linh của chúng ta được lớn. Đây là cái sự khác biệt. Quý mạng cho em sẽ thấy rằng nhiều lúc mình yêu thương người khác càng ghét mình, người khác không yêu mình. Mình tha thứ người khác càng làm hành. Mình mà nói ngọt thì lại càng giận dữ hơn. Và tôi thấy điều đó, nhiều lúc càng nghe chính trong gia đình tôi, nghe chính những đứa con tôi, nhiều lúc tôi nhường nó thì nó càng hét lớn. Phải quý mà em, nhiều lúc mình nói thôi kệ, nhường nhịn cho gia đình mình nó hòa thuận, mà dường như nó thấy mình nói ngọt cái nó lên giọng đó, mình nói ngọt nó lên giọng, mình nói ngọt lên giọng, cho đến lúc tôi chịu hết rồi tôi lên giọng thì nó ngọt, nó nín. Nhưng mà quý bạn cho em có biết là tôi lên giọng thì nó nín chứ đâu phải tôi thắt, tại vì nó hầm hực phía bên trong, mà tại vì miệng tôi lớn hơn miệng nó thì nó nín. Rồi vài bữa nữa thì nó lên giọng trở lại. Phải quý mà chăng? Thành ra nhiều khi tôi nói, nhưng mà nếu mà mình cứ nhường hoài thì nó lên giọng. Phải quý mà chăng? Thành ra mình phải lên giọng lớn hơn nó. Đó là cái suy nghĩ của tôi và quý mà chăng. Nhưng mà về thuộc linh, quý mà chăng thấy rằng về thuộc linh chúng ta không thắng bởi xác thịt, nhưng mà chúng ta thắng bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà có điều xác thịt mình chịu nổi, xác thịt mình nói ông mình nhường nó lên giọng. Phải không? Mình tha thứ thì nó cứ làm hoài. Phải quý mà chết. Mình bỏ qua thì nó cứ kiếm chuyện nữa. Phải quý mà chết. Đúng không? Tại ra đó là xác thịt. Tại ra để mà chặn cái xác thịt thì mình lấy xác thịt mình chặn lại. Không. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói là mình gieo cái sự yêu thương, gieo trái yêu thương thì mình nhận việc làm của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh nó không nhất thiết là tôi và quý mà chết chỉ cần mình đạt được cái xác thịt mà mình muốn, nhưng mà những cái điều mình đã làm là mình gieo Thánh Linh vào trong cái việc làm xác thịt mà đáng lẽ nó thắng mình, thì Thánh Linh sẽ cai quản mình và quý mạng cho em sẽ thấy nó dẫn mình vào cái chiến trường thuộc linh, và tôi và quý mạng sẽ thắng. Mai mốt tôi sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà tôi muốn nói cùng quý mạng cho em, khi cái tuần xảy rồi xảy ra thì tất cả những điều gì xảy đến cho tôi đi ngược lại cái điều gì mà tôi giảng. Khi mà tôi giảng về chúng ta phải gieo tình yêu thương thì nguyên một cái tuần lễ kia rồi, mấy cái ngày đầu đó giống như nó đánh cái bụng, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, nghĩa là vừa mới quay qua đây đánh, quay bên kia đánh, mới ngậm miệng được chút xíu nó đánh, đến nỗi mà tới lúc tôi giàu biết, nhưng mà hãy nó đánh tôi đánh lại, hãy mà mở miệng ra chửi tôi chửi lại, tức là cái gì mà tôi dạy đều ngược lại hết. Tại vì tôi luôn luôn nói cùng quý bạn cho em, cái trận chiến mà chúng ta thắng là bởi thập tự giá chứ không phải bởi cái xác thịt. Chúa Giêsu thắng cái trận chiến của Ngài là bởi sự im lặng và vâng lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự cãi vã và sự trỗi hơn của xác thịt. Tôi thường dạy cùng quý bạn cho em, thì guess what, tôi dạy quý bạn cho em thì nó làm cho tôi phải kinh nghiệm cái điều tôi dạy. Thì quý bạn cho em biết rằng trong tuần rồi, từ gia đình tôi, vợ chồng tôi, rồi con cái tôi, việc làm vợ tôi và những điều xảy ra ở trong cái tiền bạc, những sự sử dụng nhiều, rất nhiều điều mà nó làm tôi bực bội rồi. Trong cái gia đình tôi nói chung, cha mẹ anh em có những chuyện mà đã nói tôi giống như tôi chịu không nổi. Mà quý mà anh chị em nói đây là một cái điều tuyệt vời của con cái Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta chịu không nổi thì chúng ta chạy tới cha chúng ta xin lỗi. Hay quý mà thì cái điều tuyệt vời vậy. Tôi nói thật cùng quý bạn, cha ba mẹ tôi cũng hiểu điều này, là tôi trước khi tôi xong nhiệm trong Chúa thì tôi chạy nhiều tới cha mẹ của tôi. Nhưng mà sao tôi hiểu là tôi có chạy tới cha mẹ tôi cũng không làm gì được. Phải quý bạn cho em, là lại nhiều khi chạy tới cha mẹ tôi rồi càng cãi vã hơn nữa, tại vì cha mẹ sẽ khiên tôi cái điều mà tôi biết rồi mà tôi làm không được, mà càng lại biểu tôi làm nữa, mà biểu tôi làm nữa tôi làm không được, rồi đây tôi càng bớt, tôi càng cãi. Phải quý bạn cho em. Nhưng mà khi mà tôi tìm đến với Đức Chúa Cha đó, thì quý mà cho em biết rằng Ngài không có đấu lý với tôi và quý mà cho em không? Ngài không có đấu lý. Nhưng mà in a way, Chúa nói xong chưa con? Chịu hết nổi chưa con? Làm xong hết, la hết chưa con? Nếu mà la xong rồi, để ta làm gì? Quý mà cho em có biết rằng đây là một cái sự làm chứng vĩ đại, nếu mà tôi có thể nói quý mà cho em là Chúa đã nghe lời tôi. Nhưng mà rất tiếc, Chúa đã nghe nhưng mà không theo cái ý của tôi, tại vì cái chương trình mà tôi muốn chưa thành. Nhưng mà ý tôi muốn nói là Chúa đã nghe lời của tôi để rồi,
tôi nín miệng trả lời và kinh nghiệm cái sự mà Đức Chúa Trời làm và dạy dỗ tôi để mà tôi chia sẻ cùng quý bà anh chị em là cái điều mà ma quỷ muốn chúng ta là bỏ cuộc, có nghĩa là bỏ cái cuộc chạy mà Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta. Mà điều Đức Chúa Trời sẽ làm là Chúa biểu chúng ta hãy quăng những cái sự lo lắng và những gánh nặng cho Đức Chúa Trời và Ngài sẽ lo chúng ta. Quý bà anh chị em hiểu được đó. Ma quỷ thì muốn chúng ta quăng cái tương lai mà Đức Chúa Trời đã có cho chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta quăng cái quá khứ mà ma quỷ nó đặt trên vai tôi và quý bà anh chị em. Tại vì Ngài đã cắn tên thật chứ. Tôi nói quá hay không ai vô tay kịp là chắc không được. Câu này là chỉ có một suy nghĩ thôi. Ma quỷ nó muốn cho chúng ta quăng cái tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời có cho chúng ta. Mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta quăng cái gì vãng, cái quá khứ nó nặng nề trên vai tôi và quý bà anh chị em, tại vì Chúa đã cắn trên thập giá. Thì điều mà tôi học cùng quý bà anh chị em hết giờ, của sự kỳ của bà anh chị em mới vô đề cái hết giờ. Nhưng mà tôi nói cùng quý bà anh chị em cái điều mà ma quỷ nó muốn làm như thế này là muốn tôi và quý bà anh chị em bỏ cuộc. Nhưng mà trong Philip là 4:3 coi thiệt lại thôi quý bà anh chị em, chắc tôi chỉ kịp giờ chỉ nói một cái câu này. Và tôi là quý bà anh chị em tập hồi nãy Philip là 4:3 là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Quý bà anh chị em biết là ma quỷ muốn chúng ta như thế nào? Ma quỷ muốn chúng ta bỏ cái chương trình của Đức Chúa Trời, ma quỷ muốn chúng ta bỏ cái sự kêu gọi, ma quỷ muốn chúng ta bỏ cái sự bình an mà Đức Chúa Trời có trên tôi và quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để rồi Ngài đặt ảnh tượng của Ngài trên chúng ta, chiếu soi mặt Ngài trên chúng ta, làm chương trình của Ngài trên chúng ta. Tôi và quý bà anh chị em gặp khó khăn là tại vì mình tiếp tục đi theo cái ảnh tượng của mình, tiếp tục đi theo con người cũ, tiếp tục đi theo con đường cũ và muốn đoạt được cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Quý bà anh chị em nghe, Đức Chúa Trời muốn cái ảnh tượng của Ngài trên chúng ta, chương trình Ngài lên chúng ta, nhưng mà chúng ta muốn đi theo con người cũ, theo sự khôn ngoan của mình, theo sự hiểu biết của mình mà đạt được cái điều phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho mình trên thập giá. Tôi nói cùng nguyên mà cho em, Chúa Giêsu Ngài ban phước hạnh cho chúng ta, điều Ngài làm trọn trên thập giá là chương trình của Ngài và Ngài làm cho chúng ta, Ngài đã làm rồi và chúng ta không phải làm gì nữa, nhưng mà bởi đức tin và nhận cái điều Ngài đã ban cho chúng ta trên thập giá. Nhưng mà tôi và nguyên bà cho em thì cứ chiến trận để rồi giành co, để rồi đạt được cái điều mà Chúa hứa ban cho tôi và quý bà cho em, nhưng mà theo cái đường lối của mình. Nhưng mà quý bà cho em biết như thế này, mình càng đi theo đường lối của mình thì mình càng lạc mắt và mình càng bối rối, mình càng khó khăn và mình càng nặng nề, thưa quý bà cho em. Cái điều mà quý bà cho em thấy như thế này ở trong cái câu 9 đó, phần điều chi chân thành, phần điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộc, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng gương, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến đây là con đường của Đức Chúa Trời. Đây là con đường của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em thấy tôi và quý bạn cho em suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đối diện với xác thịt mà hãy đối diện xác thịt thì mình phải làm sao để cái xác thịt của mình đấy, tôi phải hơn quý bạn cho em, tôi phải hơn là những điều gì xảy đến trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà quý bạn cho em thấy đây, Đức Chúa Trời đã làm điều gì trên thập giá? Ngài cho chúng ta là chúng ta có quyền chết cái con người cũ của mình để là con người mới của mình có quyền sống ở trên thập giá của Đức Christ, sống với sự sống lại của Ngài, sống với năng lực của Ngài, và trong cái sự sống của con người mới đó Ngài sẽ bày tỏ chương trình của Ngài. Tại vì nếu Ngài bày tỏ chương trình của Ngài mà con người cũ chúng ta nhận lãnh thì sự vinh hiển không thuộc về Ngài, nhưng mà sự vinh hiển sẽ làm cái con người cũ của chúng ta nó trỗi hơn, và như vậy chúng ta làm bớt mát và chết mất cái sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời. Quý bà cha hiểu điều đó. Cho nên vì cỡ đó quý bà cha thấy là điều chi mà chân tập, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng chuộc, điều chi có tiếng tốt, điều chi có những đức đáng khen, thì chúng ta phải gì? Nghĩ đến. Và tất cả những điều đó, quý bà anh chị em thấy, những cái điều mà tôi mới nói chân thật đáng tôn là điều của Đức Chúa Trời. Tại vì tôi và quý bà anh chị em không có điều gì đáng khen hết. Con người của chúng ta không có điều gì đáng khen hết. Nhưng mà cái trận chiến thì thuộc về Đức Chúa Trời. Quý bà anh chị em thấy ba người thêm muốn một điều trên tôi và quý bà anh chị em là bỏ cuộc. Coi trong Luca đoạn 2 câu 52 thiệt lệ với tôi. Luca đoạn 2 câu 52. Không có điều gì mà Chúa Giêsu làm mà tôi và quý bà anh chị em không làm được. Không có điều gì mà xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu mà tôi quý bà cha em sẽ không kinh nghiệm. Trong cái câu này, quý bà cha em thấy nó dạy nhiều. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Cái chỗ này, quý bà cha em thấy này, Jesus increased in wisdom and stature and in favor of God and man. Cái chữ favor thì quý bà cho em biết là favor tức là đáng chuộng, đáng yêu, tức là được đẹp lòng. Ở đây dùng chữ thì mình cũng
hơi thở lòng Chúa nhờ được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được đẹp lòng con người. Quyên bạn trang biết cái chữ đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng con người không phải là điều gì mà Ngài làm con người đều thích hết, phải không? Nhưng mà tại vì Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì đẹp lòng loài người. Quý bạn cho em hiểu được đó. Tại vì sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời nó thể hiện và nó lớn hơn cái sự đòi hỏi của con người. Sự đòi hỏi của con người thì quý bạn cho em biết đây, Chúa Giê-xu không làm hài lòng hết tất cả mọi người, đúng không? Khi mà mới đầu tôi đọc lòng điều đó, tức là Chúa làm cho Đức Chúa Trời vui lòng và con người cũng vui lòng về Chúa Giê-xu nữa. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Tại vì mình biết là không phải ai cũng thích Chúa Giê-xu hết, phải không? Mà Chúa Giê-xu mà nói những điều sắp không người ta, người Pharisee ghét Ngài, người Sadducee ghét Ngài và những tội nhân ghét Ngài, phải quý mình trên, đúng không? Nhưng mà sao? Đẹp lòng ở đây tức là đem favor để mà khi mà con người mà tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ thỏa lòng nơi Chúa Giê-xu. Con người mà tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ thỏa lòng nơi Chúa Giê-xu. Tại sao? Đức Chúa Trời thỏa lòng với sự công bình mà Đức Chúa Trời có nơi Ngài, và sự công bình đó khiến Ngài trở nên công bình đối với con người. Thành ra con người được đẹp lòng là sao? Không có điều gì sai nơi Chúa Giê-xu mà họ có thể bắt bẻ được. Họ bắt bẻ là tại vì Chúa Giê-xu nói đụng tới cái tội lỗi của họ. Phải không quý mà cha? Họ khó chịu vì Chúa Giê-xu nói đụng đến cái xấu và cái tội lỗi và cái bất bình của họ. Chứ còn họ không bắt bẻ được cái gì mà xấu xa nơi Chúa Giê-xu. Thành ra điều đó là đẹp lòng con người và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu increase ngày càng lớn lên trong khôn ngoan và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng loài người. Thì quý bạn cho em biết cái chỗ mà tôi muốn chia sẻ cùng quý bạn cho em, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà càng tăng trưởng trong Chúa Giê-xu. Cái stature ở đây nó không hẳn chỉ là cái thân hình càng lớn nhưng mà cái vóc dạng, tức là sự khôn ngoan của Ngài lớn, Ngài càng tăng trưởng trong cái con người thì con người đó càng tăng trưởng trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Thì điều đó để nói cùng tôi và quý bạn cho em rằng khi tôi và quý bạn cho em khôn ngoan ở trong Đức Chúa Trời đó thì chúng ta sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời và chúng ta đẹp lòng với con người ở trên đất này. Nhưng mà điều đó xảy ra như thế nào quý bạn cho em? Thứ nhất, quý bạn cho em rằng Chúa Giê-xu đã trở nên gì? Thấp hèn, phải quý bạn cho em? Ngài bỏ cái con người của Ngài, bỏ cái nhân vị của Ngài để trở nên con số không để rồi được tất cả, phải quý bạn cho em? Phải không? Amen. Thì như vậy ngày nay ở trong Chúa Giê-xu chúng ta sẽ trở nên con số không để rồi chúng ta trở nên tất cả, phải quý bạn cho em? Amen. Quý bạn cho em hiểu rồi, để rồi nhận lãnh những điều gì Chúa Giê-xu làm trên thập tự giá thì mình phải trở nên cái số không để mình mới nhận được tất cả những điều gì Ngài làm trên thập tự giá. Quý bạn cho em thấy cái trở ngại là tôi và quý bạn cho em không trở nên số không, nhưng mà tôi quý bạn cho em muốn Ngài sửa chữa cái cũ trong chúng ta và khiến nó trở nên tốt hơn. Quý bạn cho em thấy được đó không? Con người của mình muốn Chúa sửa chữa cái không tốt, cái cũ của mình và sửa chữa nó trở nên tốt hơn. Mà Chúa không bao giờ làm việc được cái gì, cái cũ trong chúng ta cho đến khi cái cũ mình chết đi và mọi sự trở nên mới, tức là con người cũ mình phải chết đi, con người mới bắt đầu thì Ngài làm việc sự sống của Ngài trong con người mới đó, chứ không trong cái cũ của mình. Cái điều đó là điều quan trọng. Đó là lý do mà tôi và quý bạn cho em vẫn còn đụng chạm khi lời của Chúa đến trên chúng ta. Tại là khi lời Chúa đến đó, thì con người cũ của mình sẽ dội lại và không nhận được điều của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em, nếu mà mình có tổn thương ấy, thì phần đông là mình có ở trong hoàn cảnh đó, đúng không? Phải không quý bạn cho em? Thí dụ tôi giảng vậy đó, tôi nghĩ là bé Gia hay là Thiên Ý chắc cũng không có thấm gì, không có hiểu gì ở đọc này, nói gì chẳng gì qua đầu tôi vứt, không hiểu gì hết. Nhưng mà một số quý bạn cho em tuần tới không đi nhóm nữa, thấy chưa? Mỗi lần tôi đi nhóm là ông cứ nhà tôi mà ông cứ mắng thôi. Ông làm bộ ông nói, ông mắng lé để ông nói tôi, rồi tôi không biết ông nói tôi chứ tôi biết ông nói tôi. Hãy quý bạn cho em, tại vì nhưng mà tôi đã thưa cùng quý bạn cho em rồi, dầu lời đó từ một người ngoại, dầu lời đó từ một mục sư, dầu lời đó từ quý cái thánh, hay từ điều đó nó có đụng tới quý bạn cho em mà cảm thấy tổn thương con người cũ của mình thì có lẽ đó là nơi mà Đức Chúa Trời muốn làm việc trên tôi và quý bạn cho em để rồi thay đổi tôi và quý bạn cho em đứng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và điều đó nó không phải cái thái độ của mình, nhưng mà trong sự tư tưởng của mình, trong chương trình của mình, trong hành động của mình, trong cái lời ăn tiếng nói của mình, trong bước đường của mình nữa, thưa quý bạn cho em. Và điều mà quý bạn cho em thấy đó là ma quỷ luôn luôn muốn tôi và quý bạn cho em tới một cái điều vị mà mình nói thôi đủ rồi, thôi hết rồi, tôi không còn chuyện nữa nữa và bỏ cuộc. Nhưng mà tôi có chia sẻ với Lê Vy và Lê Vy cũng chia sẻ với tôi đó là người của Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Và xin đừng tưởng người của Đức Chúa Trời là tôi, mục sư Vũ hay là mục sư Lê Vy hay là mục sư Joseph. Người của Đức Chúa Trời là quý bạn cho em.
Amen. Quý bạn cho em là tôi đây, là tớ gái của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em là con gái của Đức Chúa Trời. Là đến là trên trái tình thật tự giá để rồi chi? Để make sure là quý bạn cho em sẽ chạy tới cái đích mà Đức Chúa Trời đã đặt sẵn cho tôi và quý bạn. Amen. Tôi rất tiếc tôi không chia sẻ được gì hết, tại vì mới có cái cầu đồng chưa vô xong. Nhưng mà tôi muốn có quý bạn cho em trong tuần lễ vừa rồi, bao nhiêu quý bạn cho em sẵn sàng buông tay mà nói ra chịu hành động. Bao nhiêu quý bạn cho em sẵn sàng buông tay mà bước qua một cái con đường khác mà nó dễ dàng hơn. Tôi nói cùng quyên bạn cho em đó là điều mà quyên. Nhiều quyên bạn cho em cũng ở trong tình trạng đó. Quyên bạn cho em có biết là tôi không nói hội thánh thì đúng, xin nghe kỹ tôi. Có nhiều hội thánh thích hợp hơn cho một số con cái của Chúa. Phải quyên bạn cho em đó là lý do Chúa không có cho một hội thánh mà Chúa cho nhiều hội thánh. Nhiều mục sư cách giảng dạy khác nhau để cho quyên bạn cho em có thể thích như thế này thì ở hội thánh này, thích như thế kia hội thánh khác không sao hết. Nhưng mà có nhiều con cái của Chúa lại hội thánh này thì nhạt lớn quá, qua hội thánh kia thì giảng dài quá, đi tới bên kia thì mấy ông bà già nói nhiều quá, đi bên kia thì thiếu niên nó ồn ào quá, qua bên kia thì con nít nó khóc nhiều quá, qua bên kia là trời lạnh quá, bên kia trời nóng quá, qua bên kia thì ghế ngồi êm mông quá, qua bên kia thì nghĩa là chật chội quá. Quyên mà xem cái lúc nào cũng có cơ hội và có chuyện để mà chúng ta chuyển qua một cái hội thánh khác, nhưng mà đó không phải con đường của Đức Chúa Trời. Quý bà đang ngồi trong phần nhóm này, tôi nói một cách rất là nghiêm nói cùng quý bà cho em, Chúa không cho phép quý bà cho em bỏ cuộc. Tại vì Chúa không cho chúng ta bỏ cuộc. Tại vì Chúa chết trên thập tự giá để rồi tôi và quý bà cho em sẽ chạy đến cái đích mà Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho tôi và quý bà cho em. Tôi không nói cùng quý bà cho em cái hoàn cảnh nào nó cũng dễ dàng cho chúng ta chịu được. Tôi không nói cùng quý bà cho em những gì xảy đến cho chúng ta nó sẽ là cái thảm đỏ để cho chúng ta đi. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em là một cái điều duy nhất mà mình kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời khi mình sẵn sàng bước với Chúa, bước trong Chúa, bước cùng với Ngài để mà đi chọn cái con đường mà Đức Chúa Trời đã đặt cho tôi và quý bạn cho em. Con đường có dễ dàng không? Không. Nhưng mà con đường đó có Đức Chúa Trời. Tôi mà nói cùng quý bạn cho em là không có điều gì khó quá cho Đức Chúa Trời, cũng không có điều gì khó quá cho tôi và quý bạn cho em. Tại vì tôi và quý bạn cho em làm được mọi sự mà Đức Chúa Trời ban thêm sức cho tôi, làm được mọi sự nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Ngài strengthen, Ngài thêm sức. Nguyện Chúa thêm sức cho tôi và quý bạn cho em của chị hôm nay. Nguyện Chúa thêm sức cho tôi và quý bạn cho em. Tôi nói điều này, quý bạn cho em, tôi đã bắt đầu từ nãy. Trong câu rinh tô nói tôi và quý bạn cho em không có sự thử thách nào khó quá mà Chúa khó quá để rồi chúng ta chịu đựng không nói, nhưng mà trong mọi sự Ngài mở đường cho chúng ta ra khỏi. Chúa có cách mở đường cho tôi và quý bà cha, nhưng mà cái cách đó là cách của Đức Chúa Trời. Quý bà cha đừng có lựa chọn cái cách của mình rồi bỏ cuộc, tại vì đó là điều ba quyển nói. Phải quý bà cha, nó nói là hopeless, không có hy vọng nữa, không thể thay đổi được con người này, không thể thay đổi được chương trình này, không thể thay đổi được con đường của mình. Thì tôi nói cùng quý bà cha, khi mình nói không thể là mình không tin rằng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Đức Chúa Trời có thể, nhưng mà vì Ngài làm thì là chuyện của Ngài. Tôi và quý bạn trang tiếp tin cậy nơi Chúa, tìm sự bình an nơi Chúa, tìm sự an ủi nơi Chúa. Nếu cần, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta vào. Tôi thường nói cùng quý bạn trang, nếu cần, Chúa sẽ khiến cho sóng gió im lặng, phải quý bạn trang. Nhưng mà lớn hơn hết là Chúa sẽ thay đổi tôi và quý bạn trang để đi qua được cái sóng gió và khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Tôi nói với vợ tôi, tôi biết nên nói điều này cùng quý bạn cho, nhưng mà tôi nói nhiều điều xảy ra cho tôi và cho gia đình tôi vâng. Và có lẽ maybe tới lúc mà tôi nhường cái chức mục sư này lại cho người khác, cho con cái của Chúa khác để lo cho hội thánh. Và thấy dường như gia đình của mình không phải là một cái gia đình mà đáng cho người khác noi gương. Đời sống của tôi không phải là một cái đời sống mà đáng cho người khác noi gương. Nhưng mà khi tôi nói xong cái câu đó, rồi nhìn vợ tôi, và tôi đã ăn năn trước Chúa, tại vì Chúa không cho phép tôi bỏ. Amen. Có ngày tôi sẽ đi, có ngày hội thánh này cô sẽ ở dưới một sự dẫn dắt cô, một con cái Chúa phải quý mà trên. Tôi đâu có sống đời đời, tôi đâu có ở đây mãi mãi cũng quý mà trên. Nhưng mà đó là thời giờ của Đức Chúa Trời chứ không phải sự lựa chọn của tôi. Mà tôi nói cùng quý mà trên, khi mà tôi nói điều đó thì việc đầu tiên Chúa đặt trong lòng tôi là hãy trỗi dậy, hãy chiến trận, tại vì trận chiến này thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy trỗi dậy và chiến trận, tại vì trận chiến này thuộc về Đức Chúa Trời.
Tôi nói cùng quý ông bà cha em, khiến quý ông bà cha em chị chọn bỏ cuộc là quý ông bà cha em đã mắc mưu ma quỷ và nó đã thắng trong cuộc đời tôi và quý ông bà cha em. Tại vì chúng ta không thể bỏ cuộc được, tại vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để rồi chúng ta thắng cái trận mà đã được khởi bài trước cuộc đời tôi và quý ông bà cha em, chúng ta sẽ thắng. Có nhiều lúc mình thấy chán, mình đi mình mệt mỏi rồi, mình muốn khỏe hơn trong cuộc đời của mình. Nhưng mà thưa quý ông bà cha em, đừng có chọn đi theo cái cảm giác của tôi và quý ông bà cha em, nhưng mà chọn tung tính và với cái điều mà Đức Chúa Trời làm ở trong cuộc đời của mình. Không lẽ Chúa không biết quý ông bà cha em ở với ai? Không lẽ Chúa không biết quý ông bà cha em có hội thánh như thế nào? Không lẽ Chúa không biết quý ông bà cha em có đồng lương như thế nào? Không lẽ Chúa không biết thân thể quý ông bà cha em như thế nào mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời để rồi nói này, ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ đi với ngươi, ta sẽ nuôi nấng ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi, ta sẽ ôm ấp ngươi, ta sẽ dạy cứu ngươi và ta sẽ khiến ngươi trở nên lớn trong cuộc đời của mình. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy đánh lại quý ông bà cha em. Hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và chối buộc quyền lực của bóng tối, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà chối vậy mà nói rằng đủ rồi, enough, đủ rồi. Và trong danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta không chịu sự thất bại, trong danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta không bỏ cuộc, trong danh Đức Chúa Jesus Christ điều gì xảy đến hãy giao cho Đức Chúa Trời, dầu nó cảm thấy vô lý, dầu nó cảm thấy nặng nề, dầu nó cảm thấy như là bức xúc và nó cảm thấy mình không chịu nổi được, không làm được gì, nói Chúa ơi, Chúa ơi, đó là lý do mà con chạy đến Ngài. Chúa ơi, cái thân thể này bác sĩ nó nói là càng ngày càng tệ, càng ngày càng có những cái dấu mà con sẽ chết trong bệnh tật, nhưng mà con giao cho Ngài. Chúa ơi, cuộc đời nó nói rằng con bất tài, chúa đời nó nói rằng con xấu xa, con tội lỗi, nhưng mà con đem những sự xấu xa đó đến trên thập tự giá. Chúa ơi, những người xung quanh con nói là con không có khả năng, nhưng mà con đem những sự mà vô năng của con đến trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ơi, tất cả những điều gì yếu đuối trong cuộc đời chúng con, những điều gì mà khó khăn trong cuộc đời chúng con chạy đến với Chúa buổi chiều nay và con giao cho Ngài. Và là Ngài đối với chúng con này, chúng con làm được mọi sự. Nhờ Đấng Christ là Đấng toàn năng ban thêm sức cho chúng con. Chúa ơi, Ngài strengthen chúng con, Chúa ơi, Ngài thêm sức cho anh chị em chúng con buổi chiều nay. Chúa ơi, Ngài bổ sức cho anh chị em chúng con buổi chiều nay. In the name of Jesus Christ. Có nhiều lúc trong cuộc đường chúng con, có nhiều lúc trong con đường của chúng con, trong sự sống chúng con, Ngài sẽ gột rửa để làm cho nó nên thánh sạch. Nhưng mà đó không phải sự lựa chọn của chúng con, đó không phải quyết định của chúng con, mà chọn con đường nào con phải đi, chọn cái đường hướng nào mà chúng con phải bước. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của Ngài. Và Ngài làm gì Ngài muốn, Ngài gột rửa như thế nào tùy Ngài. Nhưng mà về phần chúng con, nguyện chúng con tôn tính trước mặt Chúa để rồi sự thành tín của Ngài được bày tỏ trên chúng con. Nguyện chúng con đi theo sự dạy dỗ của Ngài, để rồi Ngài sẽ bày tỏ những điều gì khiếm khuyết trong cuộc đời chúng con, để rồi Ngài làm lớn hơn nữa. Ngài sẽ chiếu soi mặt Ngài trên cuộc đời chúng con. Nguyện Ngài an ủi chúng con. Chúng con đã thấy rồi đó Chúa ơi, khi mà chúng con cảm thấy bế tắc thì Ngài mở đường, khi chúng con cảm thấy khó khăn thì Ngài nâng đỡ, thì Ngài sẽ làm được những sự lớn và khó trong cuộc đời chúng con. Amen. Hãy nhận sự chữa lành của Đức Giê-hô-va ngày giờ này quý mình cho. Hãy nhận sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ngày giờ này. Hãy nhận sự tiếp trợ của Ngài. Hãy nhận một ngày mai tươi mới của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời quý mình cho. Vì Chúa ở cùng chúng ta, cảm ơn Chúa. Chúa con yêu mến Ngài, nguyện chúng con được đắc thắng trong sự đối xử tuyệt vời của Ngài, trong sự xử lý tốt đẹp của Ngài, trong sự can thiệp của Ngài, trong sự bình vực của Ngài. Nguyện chúng con ở cùng Chúa cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Cha. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con dâng anh chị em chúng con trước mặt Ngài, thuộc về Ngài và bền vững là Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Nguyện xin Ngài chú trị trong cuộc đời chúng con trong tuần lễ sắp tới để làm sáng nhìn Chúa. Chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm và chúng con dâng tất cả cuộc đời anh chị em chúng con, đời sống chúng con, tư tưởng chúng con cho Chúa. Nguyện Chúa làm Chúa, làm chủ và cai trị trọn vẹn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ra mắt Chúa và dâng cho Ngài tất cả cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.